Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube đồ gỗ Ba Lại chúng em. Trong video clip hôm nay, muốn giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em cũng chân thành cảm ơn các bác những clip vừa qua đồ gỗ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại em rất là nhiều. Sản phẩm đầu tiên trong video clip hôm nay em muốn giới thiệu cho các bác đấy, đó là một bộ ghế trúc dưa. Với bộ ghế trúc dưa có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Bộ gồm có 7 món, gồm có 4 ghế, 2 đôn và một bàn. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Đường kính mặt bàn em đo là 90 cm, cao là 77 cm. Em đến gần và em quay chi tiết với phần rĩu bàn để được chạm ạ, những quả dưa và được chạm những ống trúc, mắt trúc, hàng được chạm tứ diện ạ, các mặt như nhau. Gỗ niền nạc ạ, dày dặn chắc chắn, hàng đục chạm tứ diện. Và đây là dưới chân ạ, gồm có 6 trụ chân đều được đục trúc. Gỗ niền nạc dày dặn chắc chắn ạ. Và nên đến mặt bàn. Với bên trong nòng bàn ạ, là một viên đá cẩm thạch tự nhiên vân núi ạ, rất là đẹp. Đá tự nhiên nha các bác. Vân ạ, vân đá không chê vào đâu được ạ. Ở bên ngoài ạ, gỗ niền nạc, không có nứt nẻ cong vênh gì. Vân gỗ vân rất là đẹp nha các bác. Cái tiếp theo với 4 chiếc ghế thì có kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Chiều ngang em đo là 59 cm, sâu 49 cm. Và tổng chiều cao của ghế là 108 cm. Em đến gần em quay chi tiết đây em ạ. Phần bên trên ạ, trên cùng đây là đục chạm những con chim và đục chạm ạ, những quả dưa là đục chạm rất là đẹp luôn ạ. Gỗ niền nạc dày dặn chắc chắn. Với bộ ghế trúc dưa này, hàng đá tròn, tất cả nòng ván bên trong ạ, nòng ván đá, đá vân núi tự nhiên ạ. Phần tay đều được đục trúc nha các bác. Với tất cả nòng ván ghế ạ, nòng ván niền và chất gỗ niền nạc, không có nứt nẻ cong vênh gì. Và đây là dưới ạ, bên dưới này đều được đục những ống trúc, mắt trúc. Và chân cũng được đục chạm ạ. Và chân ghế này em đo vào khoảng 8 cm, rất là dày dặn và chắc chắn rồi. Và đây là bên hông ạ. Với chiếc ghế hàng đục chạm tứ diện, 4 mặt như nhau. Và đây là mặt sau ạ, mặt sau được đục chạm đúng như mặt trước luôn. Mặt sau ốp gỗ nha các bác. Gỗ rất là dày dặn và chắc chắn ạ, hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công. Và tiếp theo với 2 chiếc đôn thì có kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái. Đường kính mặt đôn em đo là 34 cm, cao là 43 cm. Cái chiếc đôn hàng đục chạm tứ diện ạ, 4 mặt như nhau. Em quay chi tiết ạ, với những chiếc ghế còn lại để các bác có thể xem được kỹ hơn. Bộ ghế trúc dưa để con xem. Con xem ạ, vân đá cập thạch tự nhiên vân núi rất là đẹp nha các bác. Hàng đục chạm tỉ mỉ thủ công. Với bộ ghế trúc dưa này các bác kê và phù hợp với không gian ạ. Tất cả các không gian, không gian vừa và nhỏ. Và 4 chiếc ghế đơn như thế này ạ, các bác có thể di chuyển ạ, được rất là tiện nghi và thoải mái. Em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, với bộ ghế trúc dưa gỗ vụ này. Giá là 24 triệu nếu em bao bị phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và tiếp theo sang bên đây này, em có một đôi đôn bát giác. Với đôi đôn bát giác này có chất liệu là gỗ chắc ta. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Đường kính mặt em đo là 42 cm, cao là 103 cm. Em mà đến gần thì em quay chi tiết để xem ạ. Với đôi đôn và bát giác này có chất liệu là gỗ chắc ta. Với những phần trên đây ạ, là được chạm hình song tiện, gồm có 4 trụ chân ạ. Với chất gỗ ạ, vân gỗ không chê vào đâu được nha các bác. Chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm. Dưới ạ, những trụ chân ạ,
các mặt như nhau nhỉ các bác. Hàng rất là nặng luôn ạ. À. Chất gỗ dày dặn chắc chắn. Và nên trên bên trong ạ, chính giữa bên trong là viên đá cẩm thạch tự nhiên ạ. Ở bên ngoài và chất gỗ đỏ đen ạ, vẫn không chê vào đâu được. Bác xem có thể cảm nhận ạ. Chất gỗ đỏ đen ạ, vẫn rất quý hiếm nha các bác. Với đôi đôn bát giác ạ, kích thước là cao 103 cm, các bác có thể ướm ạ, phù hợp với không gian để trưng bày đồ sứ đồ tượng và có thể trưng bày những bình hoa theo sở thích của các bác. Em cũng xin báo giá và giao lưu ạ, với đôi đôn bát giác gỗ chắc này giá là 13 triệu này, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo là sang bên đây này, em có một chiếc khay trà. Với chiếc khay trà này có chất liệu là gỗ chắc ta. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Ngang em đo 38 cm, sâu 28 cm. Xem ạ, với chiếc khay trà có chất liệu là gỗ chắc ta. Chất gỗ ạ, điền nặng. Chất gỗ đỏ đen vẫn là đẹp nhỉ các bác. Chiếc khay trà này em bao đẹp ạ, từ trong ra ngoài. Chân cong nhỉ các bác. Ở đây là bên trong nòng khay ạ. Nòng ván bên trong ạ, nó ván liền và chất gỗ đỏ đen ạ, vẫn không chê vào đâu được ạ. Chiếc khay trà gỗ chắc này thì em bao đẹp. Và em cũng báo giá giao lưu ạ, giá là 3 triệu, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo này em có một chiếc khay vuông. Với chiếc khay vuông có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Hàng được khảm ốc xà cừ rất là đẹp ạ. Em đo thông số. Với chiếc khay có đường kính là vuông 25 cm, cao là 7 cm. Em quay chi tiết với chiếc khay vuông có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật và được khảm ốc xà cừ, chất ốc 7 màu phối màu ạ. Rất là đẹp với đường nét cắt tỉa, tơ tóc sắc nét. Những đường nét cắt tỉa tỉ mỉ ạ, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ. Ở bên trong nòng khay ạ, cảm cảnh đồng quê nha các bác. Các bác nông dân ạ, các bác tiểu phu đi cánh củi. À, với chiếc khay vuông gỗ vụ khảm ốc xà cừ này em báo giá và giao lưu giá chỉ có 2.500.000, nên em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo này em có một chiếc lò ủ chè. Với chiếc lò ủ chè có chất liệu là gỗ cỏ đỏ, gỗ nguyên khối nha các bác, hàng rất là nặng. Và em đo thông số. Với đường kính em đo là 28 cm. Em quay chi tiết ạ. Với chiếc lò ủ chè có chất liệu là gỗ gõ đỏ và được khảm ốc xà cừ. Hàng khảm cảnh tứ quý bốn mùa, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Để bác xem ạ. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Chất ốc 7 màu phối màu rất là đẹp. À, nên đến mặt ạ, bên trên này được khảm tứ quý bốn mùa nha các bác. Cái chất ốc ạ, chất ốc 7 màu phối màu. Gỗ đằng nguyên khối nha các bác, dày dặn chắc chắn. Ở đây này bên trong ạ, là cơ sở em đã bọc ạ và có tích sẵn ở bên trong. Các xem ạ, đầy đủ bộ combo. Em cũng xin báo giá và giao lưu ạ. Với chiếc lò ủ chè này giá là 4.700.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, này em có một chiếc cháp vuông. Với chiếc cháp vuông có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Này em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Ngang em đo là 26 cm, sâu 16 cm. Để em quay chi tiết. Với chiếc cháp vuông có chất liệu là gỗ chắc ta và được khảm ốc xà cừ ạ, với chất ốc 7 màu phối màu rất là đẹp, được khảm cảnh tích nha các bác. Đây là bên hông ạ,
những góc đều được gia cố ạ, bọc vít đồng rất là chắc chắn và nhìn rất là đẹp. Hàng cắt tỉa tỉ mỉ thủ công, chất gỗ đỏ đen ạ, vân rất là đẹp luôn. Ở đây là bên trong ạ, với chiếc cháp vuông này em bao đẹp không tì vết cho các bác từ trong ra ngoài. Gỗ liền nạc, dày dặn chắc chắn ạ, không có nứt nẻ cong vênh gì. Bên trên mặt ạ, được khảm cảnh đồng quê. Các bác tiều phu đi cánh củi, những em bé chăn trâu thổi sáo được cắt tỉa rất tỉ mỉ và thủ công. Em cũng xin báo giá và giao lưu với chiếc cháp vuông gỗ chắc này, giá là 3.800.000. Em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác rồi. Và tiếp theo ạ, là sang bên đây thì em có một siêu phẩm muốn giới thiệu cho các bác. Đó là một bộ trường ngũ sơn. Với bộ trường ngũ sơn này có chất liệu nào gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật. Bộ gồm có 3 món, gồm có 2 chiếc ghế dài và 1 chiếc bàn bầu. Đầu tiên em đo thông số cho các bác nắm về kích thước của chiếc bàn. Tổng chiều dài em đo là 176 cm. Ngang là 89 cm. Và bàn cao là 75 cm nha các bác. Em mà đến gần và em quay chi tiết ạ, với chiếc bàn. Đây là phần rĩu ạ. Phần rĩu bàn được chạm và được khảm ốc xà cừ. Chất ốc 7 màu phối màu rất là đẹp. Phần chân được gục chạm đầu nâng chân cá. Ở chân ạ, em đo là vào khoảng 12 cm, rất là dày dặn và chắc chắn rồi. Với phần liễu bàn ạ, với phần chiếc bàn hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau, được đục chạm và được khảm ốc xa cừ, chất ốc 7 màu phối màu rất là đẹp. Chân được đục chạm đầu nâng chân cá. Chân là 12 cm, cực kỳ dày dặn với phần liễu ạ. Chất gỗ không chê vào đâu được các bác nhé. Dày dặn chắc chắn. Hàng được chạm tứ diện, chiếc bàn bầu ạ. Và nên đến mặt bàn, với chính giữa nòng bàn bên trong ở đây là một viên đá cẩm thạch tự nhiên, vân núi ạ. Vân đá không chê vào đâu được ạ, đá rất là đẹp luôn ạ. Ở bên ngoài ạ, là được khảm những đường dây neo liên chi và được khảm chạy kín mặt bàn ạ. Với tiếp theo, với hai chiếc ghế thì có kích thước là như nhau. Em đo thông số đại diện một cái cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc ghế này em đo có tổng chiều dài là 190 cm. Sâu là 58 cm và tổng chiều cao của ghế là 119 cm. Em đến gần và em quay chi tiết ạ. Với đầu tiên là phần tựa, để các bác xem với phần nô tựa chính giữa là được đục chạm hai con hạc và xung quanh ngoài bên ngoài ạ là được đục chạm từ quý bốn mùa và xen kẽ là những đường dây neo liên chi là được khảm kín ạ. Chất ốc xà cừ ạ, ốc 7 màu phối màu ạ. Bác xem và có thể cảm nhận được những đường nét ạ, đục chạm và cắt tỉa tỉ mỉ thủ công. Đây là phần tay ạ, tay được đục chạm và khảm cảnh chim hoa. Với bên trong lòng ghế ạ, gồm có 3 ô đá, đá cẩm thạch tự nhiên nha các bác, đá vân núi. Em quay sang chiếc ghế thứ hai cho các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ trường ngũ sơn, một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại, hàng rất là to và nặng. Các bác kê vào không gian phòng khách ạ, thì không chê vào đâu được ạ, rất là sang trọng. Với bộ trường ngũ sơn này, hàng mộng mạc tháo rời, hàng mộng mạc chắc chắn nha các bác. Các bác có nhu cầu giao lưu ạ, là cơ sở em bao bị phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác. Với phần chân ghế ạ, chân được gục chạm đầu nâng chân cá, chân ghế em đo khoảng 12 cm, rất là dày dặn và chắc chắn rồi. Chiếc ghế hàng đục chạm tứ diện ạ, bốn mặt như nhau,
Và đây là mặt sau nha các bác. Mặt sau được đục chạm và được khảm đúng như mặt trước ạ. Rất tỉ mỉ và thủ công. Chất gỗ này em bao đẹp ạ. Lành nặng liền nặng. Không có nứt nẻ hay cong vênh chỗ nào. Các bác giao lưu ạ. Các bác kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Cho nên là rất là yên tâm. Với phần rĩu ạ. Phần rĩu được đục chạm cả chim hoa nha các bác. Xen kẽ là những đường dây neo liên chi là được khảm kín ạ. Đây được bác xem phần tay ạ. Phần tay được đục chạm cánh chim hoa ở dưới ạ. Và chất gỗ thì không chê vào đâu được. Chân 12 sen, cả chân bàn và chân ghế ạ, đều được đục chạm đầu nâng chân cá dày là 12 sen. Rất là dày dặn và chắc chắn ạ. Để các bác kê bộ trường ngũ sơn này vào không gian phòng khách ạ thì rất là sang trọng nhỉ các bác. Hàng cỡ rất là lớn ạ, to, các bác ngồi thoải mái. Và các bác có nhu cầu giao lưu ạ, cơ sở em sẽ làm bóng và nó chùi sạch sẽ. Em cũng báo giá và giao lưu với bộ trường Vũ Sơn này, giá là 55 triệu để em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác rồi. Tiếp theo này sang bên đây thì em có một bức bình phong được thảm cảnh chim hoa. Bức bình phong này có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiều ngang em đo là 105 cm. Cao là 73 cm. Sâu là 25 cm. Và em đến gần em quay chi tiết ạ. Với bức bình phong có chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, được khảm trên nền gỗ chắc. Những phần trắng ở đây ạ, đó là ngà. Với phần thân lá ở đây là gỗ xưa. Và kết hợp với đó ạ là đá quý. Bên đây là có bốn chữ là hoa khai cát tường. Với những nguyên liệu ạ, tự nhiên rất là quý hiếm nha các bác. Để xem ạ, với những bông hoa ở đây ạ, bông hoa nụ hoa ở đây là ngà, phần lá cổ xưa đặc Việt Nam, phần cánh con chim đây ạ là đá quý, tất cả là đều là nguyên liệu tự nhiên ạ, 100%, tạo là một bức bình phong, một siêu phẩm bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Về tấm lá bên trong ạ, ván liền nha các bác, chất liệu là gỗ sắc ta mà kiếm được tấm lá to và dài mà vân đẹp như thế này thì rất là quý hiếm rồi. Là đến ngoài khung ạ, thì những góc được khảm được đục chạm và khảm nổi những con rơi ngậm kim tiền. Và đây là phần dưới liễu được đục chuyện. Và phần liễu dưới cùng ở đây ạ, liễu rất dày nha các bác. Hàng đục chạm thủ công bằng tay 100% ạ, những con rơi ngậm kim tiền. Về chất gỗ đỏ đèn rất là quý hiếm. Với bức bình phong này, các bác có nhu cầu giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại, cơ sở em sẽ vào chi sáp làm bóng lại ạ, trước khi giao đến tận nơi cho các bác. Và các bác như có nhu cầu các bác giao lưu với bức bình phong, các bác kê ở không gian phòng khách ạ, vừa trưng bày vừa để xem là ngắm thì rất là sang trọng. Em cũng báo giá và giao lưu với bức bình phong gỗ chắc hàng cảnh chim hoa này, giá là 38 triệu để em bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác. Và sản phẩm cuối cùng ạ, em muốn giới thiệu đó một chiếc bàn Huế. Với chiếc bàn Huế có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Và em đo thông số cho các bác nắm về kích thước. Với chiếc bàn Huế này có tổng chiều ngang là 125 cm. Cao là 84,5 cm. Sâu là 45 cm. Em mà đến gần và em quay chi tiết. Chiếc bàn Huế này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ mật. Phần trên ạ, những đường nét đục chạm tỉ mỉ thủ công, đục chạm những con lồng hóa nha các bác. Chất gỗ ạ, liền nạc, dày dặn chắc chắn. Chiếc bàn Huế là hàng đục chạm tứ diện, bốn mặt. Mặt trước đục chạm đúng như mặt sau nha các bác. Về hai bên hông cũng được đục chạm ạ, hai bên hông được đục chạm như nhau. Đục chạm những đường nét ạ, hoa là tây những đường nét con lồng hóa. Và nên đến mặt bàn ạ, lòng ván bên trong đây là lòng ván liền với chất gỗ ạ, liền nạc dày dặn, rất là chắc chắn ạ, vần gỗ không chê vào đâu nha các bác. Với chiếc bàn Huế này em cũng báo giá giao lưu, giá chỉ có 6 triệu 500,
Nhà em ba bị phí ship Hàn Quốc cho tất cả các bác rồi. Các bác xem video thấy hay thì đẹp có thể cho em một like, một đăng ký kênh. Em có thêm động lực phát triển kênh là những video mới để giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Các bác xem video trực ký và nghe cho rõ, có thể kết bạn với em qua hai số điện thoại cũng là số Zalo của em là 0944058115. Em có thể gắn chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác. Em cũng xin dừng video ở đây. Hẹn các bác ở các video tiếp theo.